rồi, xin chào các bạn, mình là Sơn, tới từ công ty xây dựng Louis. Thì phía sau mình đây là một công trình biệt thự phong cách hiện đại tại huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thì hôm nay mình có chuyến đi dưới đây để ghi hình lại các tiến độ mà các anh em công nhân Louis đang thực hiện cho công trình này. Thì mời các bạn đi theo chân mình để đi một vòng vào quanh công trình này ha. Rồi, theo chân mình. Các bạn thấy là hiện công trình cũng đã được hoàn thiện khá cơ bản về mặt tiền rồi. Đã có sân nước, ốp gỗ, gỗ này gỗ nâu, nâu đậm, tối màu, sang trọng. Cửa kính cũng đã được lên rồi nè. Đó. Còn đây là cái lối đi bên hông của ngôi biệt thự. Thì lối đi này là sẽ được bên kiến trúc sư tạo hình, sẽ tạo cảnh quan sân vườn. Đó, một không gian rất là rộng và xanh đẹp. Rồi, đó, phía sau đây sẽ được bên kiến trúc của Louis sẽ thiết kế cảnh quan sân vườn. Ở phía sau này, các anh em công nhân thợ hồ đang tạo tường rào ở phía sau. Như các bạn biết là ở thường ở mấy tỉnh ở xa thành phố thì cái diện tích đất rất là rộng lớn để tha hồ cho bên kiến trúc họ thể hiện về khu vực ở sinh hoạt và cũng như là khu vực giải trí, khu vực trồng cây xanh, khối cảnh sân vườn. Rồi thì cái chiều dài tổng của nguyên cái miếng đất này á, là khoảng 87m thôi các bạn. Nếu mà đi bộ thì cũng rất là mỏi chân á, nên bây giờ mình cũng chỉ dừng lại đây. Thì sắp tới mình sẽ tiến vào bên trong để ghi hình cái công tác hoàn thiện bên trong của cái ngôi biệt thự này. Thì hiện tại là đất đã san lấp được một chút rồi nè. Sau này đổ đất còn cao nữa nè, các bạn nhìn theo tay mình nè, là đất á, sẽ đổ cao lên ở cái mực xám ở đây. Đó, đây là sàn tầng trệt nha. Sau này đất nó sẽ cao lên đó, tại vì ở đây thì sau này đường ở bên ngoài sẽ nâng lên, thì đất cũng phải đó để nó cao theo cái mực xám đó. Rồi theo chân mình vô bên trong nha. Rồi bây giờ mình đang đứng ở cái lối vào chính của ngôi biệt thự, thì bây giờ mình sẽ tiến vô bên trong. Đó, như các bạn thấy là cái mực cao nhất là nằm ở đây nè, là sau này đổ đất sẽ đổ lên tới đây. Đó, ngang cổ mình luôn. Giờ mình phải leo lên. Rồi thì hiện tại mình đang ở khu vực bên trong của cái ngôi biệt thự, thì đây sẽ là phòng khách ha. Như các bạn thấy là đã lát gạch rồi nè, gạch sáng màu, sơn cũng đã hoàn thiện cơ bản rồi. Thì mình chưa nhìn cái rõ cái phối cảnh nội thất ở bên trong kỹ, thì không biết là nó sẽ còn sơn thêm lớp gì nữa không. Có thể đây sẽ là màu chính luôn của ngôi nhà. Màu trắng sáng nó sẽ giúp cho không gian nó rộng thoáng hơn. Rồi, ở đây xung quanh là cửa kính ha, kính cao, lấy sáng rất là tốt cho cái không gian của nhà luôn. Đó, như các bạn thấy. Đó, kính này cửa kính nhôm kính, vừa nhẹ vừa chắc. Rồi, đi theo mình được không gian bên trong nha. Thì hiện tại bên xưởng nội thất Louis cũng có sản xuất một số cái sản phẩm nội thất gỗ cho cái ngôi biệt thự này. Đây là một trong số ít những cái sản phẩm nội thất bên Louis sản xuất. Thì Louis có sẽ nhận làm một cái gói nội thất hoàn thiện. Nội thất gỗ bao gồm những cái sản phẩm gỗ mà dính tường, dính trần. Đó, thì có thể ốp gỗ vào tường, hoặc là những cái hệ tủ bếp, tủ quần áo, lavabo. Đó, thì khi mà tới bước giai đoạn hoàn thiện này là xưởng thất Lê sẽ nhảy vào sản xuất, thi công và lắp đặt toàn bộ cho ngôi nhà luôn. Rồi, từ phòng khách ở ngoài thì ở đây sẽ là khu vực bàn ăn. Và ở đây sẽ hướng quay của mình đây sẽ là khu vực bếp ăn ha. Mình sẽ chế biến thực phẩm ở đây rồi mình chuyển qua đây mình ngồi ăn nguyên gia đình ở đây. Còn ở phía bên này là phòng ngủ của mẹ. Rồi ở phía sau này sẽ là có một cái phòng ngủ của khách ở phía sau, và có lối đi thẳng ra phía vườn phía sau luôn. Rồi bây giờ mình đi lên trên. Cầu thang đã được lát đá đen tương phản tạo điểm nhấn. Còn thành cầu thang thì được lắp vách kính cường lực. Hiện các anh em công nhân đang còn thi công trên này nên khá là ồn.
mình vừa bước lên cái không gian trên tầng 1 thì ở đây các bạn thấy ở trên này cũng có một cái hệ cửa sổ rất lớn để lấy sáng cho cái ngoài không gian ngoài nhà. Rồi bên này sẽ là phòng ngủ master dành cho ba mẹ. Phòng ngủ đây rất là lớn, thì tí nữa mình sẽ vô tham quan. Phía bên này sẽ là cái khu vực phòng thờ. Phòng thờ đây sẽ rất là rộng lớn ha, đó, trang nghiêm. Bên này là một cái ban công nhỏ dẫn ra ngoài. Còn mé hai bên này sẽ là hai phòng ngủ nhỏ của hai con đó, một phòng ngủ nhỏ. Ở bên đây một phòng nữa. Thì đặc điểm mình thấy cái nhà này rất là hay là mỗi phòng ngủ sẽ đều có được bố trí một cái ban công để từ phòng ngủ bước ra bên ngoài đó, mình có thể ngắm cảnh, mình hóng gió đó, tùy cho hết. Thì các bạn thử theo mình vô một cái phòng ngủ nhỏ của con đứa con nha. Thì ở đây thì mình thấy là có một cái view phía sau về đồng lúa rất là đẹp ha. Đó, phòng ngủ nhỏ này thì nó sẽ có đặc điểm là nó không có cái nhà vệ sinh, cái nhà tắm ở bên trong phòng. Cái đó thì chỉ có phòng ngủ master mới có thôi. Đó, còn phòng ngủ này và phòng ngủ bên cạnh là không có. Và như mình nói thì mỗi phòng ngủ ở nhà này đều được bố trí một cái ban công. Đó, đó. Thì ban công ngoài này bước ra gió rất là thoáng và mát. Toàn bộ là hệ cửa nhôm kính, tạo điểm nhấn nhẹ chắc chắn, bền đẹp với thời gian. Các phòng ngủ thì đều được thiết kế gần na ná giống như nhau, là đều có một cái màu gạch giả gỗ màu nâu trầm rất là sang. Rồi hệ cửa này thì do Louis thiết kế và sản xuất, được có tay nắm. Thì ở đây các bạn thấy đã có đi sẵn hết các hệ thống công tắc rồi nè. Rồi bố trí đường dây ống máy lạnh. Rồi mình cùng đi tham quan cái phòng bên kia nha. Rồi thì hiện tại mình đã vào được cái phòng này, là cái phòng master ở trên tầng 1 của căn biệt thự. Thì phòng ngủ master như bạn thấy đây, không gian này khá là rộng ha. Đó, đặt được cái giường, có thể bạn làm việc, bạn trang điểm ở đây. Đó, và có một cái toilet riêng ở trong phòng luôn. Tùy ngay sử dụng. Và đặc biệt ở đây có một cái ban công. Đó, từ trong phòng có thể bước ra ban công này. Mỗi sáng sớm ngủ thức dậy bước ra ban công đón chào bình minh. Hệ cửa phòng master này là một hệ cửa kính rất là lớn, từ dưới lên gần tới sát trần luôn. Đó, tha hồ cho cái căn phòng này được lấy sáng tối đa, tiết kiệm được cái điện năng khi mà đưa vào sử dụng. Rồi phòng ngủ master thì được lát gạch giả gỗ màu nâu ấm áp. Còn cái cửa này là bên xưởng là Hất Louis sản xuất và lắp đặt các bạn. Nó cùng màu với lại cái màu gạch luôn. Thì hiện chưa có cái tay nắm cửa, thì sắp tới các anh em trên xưởng sẽ bổ sung sau. Còn bên đây là cái toilet riêng của phòng của master, mình vô mình coi sơ nha. Rồi. Thì ở đây cũng chưa có thiết bị gì về, chỉ là hoàn thiện cơ bản là gạch tường, rồi gạch nền màu sáng hết. Thì ở đây sẽ chỉ chắc là chỉ có cái tắm đứng thôi, chứ không có đủ không gian để tắm nằm. Thì ở đây xưởng cũng sẽ làm một cái lavabo cho chủ nhà có thể sử dụng để sinh hoạt. Rồi thôi mình đi qua những phòng khác tham quan tiếp nha. Rồi hiện mình đang đứng ở cái phòng ngủ thứ hai của các con. Thì đó, như các bạn thấy mình có một cái view rất là đẹp ở phía sau nè, đồng lúa mênh mông bao la bát ngát luôn. Nhìn phía dưới là toàn cảnh cái khu vườn của gia đình. Sau này mình sẽ có rất nhiều, tức là kỹ sư Lê sẽ có rất nhiều ý tưởng để bố trí cho khu vườn này sao cho phù hợp với nhu cầu nhất của chủ nhà. Thì bên trong thì nó cũng tương tự phòng ngủ kia thôi, mình chỉ thấy cái phòng ngủ này thích nhất là cái view này. Rất là đẹp hả các bạn.